À, coi cái màn giật cá này các bạn, có cá to các bạn ơi, cá lớn các bạn ơi, ủa, nhìn hấp dẫn không? Siêu Tầm TV quay lại cái cảnh này cho các bạn xem nha. Đó. Đứng sau cái dây cũng sợ quá. Cá bự. Các bạn thấy không? Thấy hoài không các bạn? Hấp dẫn. Móc kiểu này mà thứ gì cũng... nhìn hấp dẫn không các bạn? Con này chắc được 3 ký anh hả? Hả? 3 ký. Cái lồng ma được cái lưỡi luôn. Cái gì vậy? Để giữ lại luôn, nó nhảy. Rồi xong rồi cầm à. Thả luôn anh. Hấp dẫn không? Đó, coi anh nè. Nhìn vậy là câu, vậy là mê các bạn. Anh thả hả anh? Dạ. Đó. Thấy da không? Dạ đi. Nè, thêm một màn giật cá nữa nha các bạn. Đó, cá vào nè. Đó, các bạn nhìn từ xa cái nè. Hấp dẫn quá. Đây, anh vô đây. Thấy không? Ui, nó mòn. À, con này nhỏ. Ép không? Dạ anh muốn ép không? Ok các bạn. Nhìn hấp dẫn không các bạn ạ? Chạy không ép nổi nữa không? Tự hiểu đi chứ còn trộn gì nữa. Không cá ăn quánh cốc cái đầu lú sừng ra. Nhìn hấp dẫn hấp dẫn không bạn. Con này chắc có được 2 ký anh hả? Mày. Để em cầm nha. Cầm nè. Có chút. Cầm đây nè. Anh cầm nha. Wow, nè các bạn, anh quay giúp em cái anh hả? Đây các bạn. Đó. Mình đang đứng chỗ cần thủ các ảnh câu cá nè, thêm con nữa nè các bạn. Nhìn khá hấp dẫn nha. Siêu Tầm TV quay lại những cái cảnh này kỷ niệm nha các bạn. Đó, nè, thả luôn anh. Thả đi. Thả luôn hả? À? Không tính ký hả? Có chứ, nhưng mà nó tính sau. Wow. Ok, cảm ơn anh. cá nữa các bạn. Xong anh. Đá mới thả xuống không máy. Cá to. Cá lóc hả? Nó to các bạn ơi. Cá lóc nhảy hả? Cá lóc nhảy. Wow, trời mưa bác cái con cá này. Tưởng cá lóc nhảy. Trời ơi, một con liền các bạn. Đó. Đúng con cá lóc nó nhảy. Cá lóc hả? Không, dưới cá lóc nó nhảy, đụng cá lóc có kia mấy 2 ký á. Đã các bạn nghĩ. Thêm một chú nữa nha các bạn. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Rồi, anh bỏ. Các bạn thấy hay không? Mấy anh câu. anh giục cá lại xuống dưới sông nha các bạn, dưới hồ nha. Cá to các bạn ơi. Từ từ. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Wow. Thử không? Wow, cá trê nó to các ơi, trời. Ôi, cá trê nó bự. Trời ơi. Wow, cá trê bự quá hả? Con này 3 ký mình, hơn anh hả? Wow, thấy không? Anh vừa ngồi nhậu mới vừa chạy ra giật cá trê. Trời ơi. Anh em làm ăn của anh ấy là em người quen biết mà. Ba ký còn nó ba ký. Cá trê thì kinh khủng thiệt cơ. Mẹ 10 anh ạ. Lên. Đá không? Đi đây. Đá nè. Cầm lên đi anh. Ông Trời ơi.
cầm nè. Nhìn cũng có tê nữa các bạn ơi. Cái đấy là riêng lê lo cái phần nở nhá. Nướng chồng. Còn đây nướng hấp dẫn rồi nè. Thấy than rồi. Ông chủ cũng mấy than thôi. Ngồi. Má giờ mẹ đi đâu rồi? Được. Được. Các bạn ơi, nhìn con cá này. Ồ, kinh khủng các bạn ơi. Cá tiếp nữa các bạn. Wow, cá bự này. Ồ, nhìn không? Gì không, gì không? Mình đứng đổi mà cái anh câu cá, cá to. Ồ. Không? Nhìn hấp dẫn không các bạn? Tiếp tục thêm một chú nữa nè. Hàng gì thế? Ồ. Những màn câu cá, vượt cá hấp dẫn quá các bạn. Sao bạn có đi không? Đó luôn. Anh dưới trong cột chứ. Không đi, không đi, không đi. Ở đây đi. Bắt đầu bày bánh cho đậu. Bắt đầu lại. Đâu? Đi, đi. Đó, này là sao? Ồ, các bạn ơi, con này. Con cá đây. Anh giả lên, anh tả luôn. Kia nữa các bạn ơi. Nè, cá lên nữa nè. Trời ơi, liên tục tì không. Hấp dẫn không? Wow. Bự không à. Má giờ quýnh mẹ ở trong rồi. Quýnh mẹ tụt luôn. Con này to thế. Hả? Wow. Mẹ vẫn là vô địch, mẹ vẫn là vô địch. Cái hồ này cá, cá to không các bạn ơi. Ồ. Ui. Chồng quýnh nè, cho mày bắt rồi. Ồ, nhìn anh không? Má này bút. Hấp dẫn không? Ồ. Ồ, hấp dẫn không các bạn? Tao quýnh, tao quýnh. Nhìn con cá này. Tao quýnh này luôn. Dạ. Tao quýnh xong rồi mày bắt. Đạo quá, đạo quá. Ừ, rồi. Con này chắc được 4 kg rồi nè. 4 kg. Dạ. Rồi anh thả nha. Dạ, anh thả xuống sông nè. Ra cái vô. Câu xong rồi thả nha các bạn. Không, chủ thu lại. Đúng rồi, câu xong rồi thả. Câu xong rồi thả. Anh em giải trí thôi. Mà anh giải trí thôi, anh tốn tiền anh giải trí thôi. Cá tiếp nữa các bạn. Cái mà. Thấy các cần thủ không? Các cần thủ mấy nay theo chân các cần thủ nha các bạn. Nè. Wow, đồ thấy chưa? Ngồi có một xíu à. Cái ngồi liên tục à. Thích lắm các bạn. Ô. Ô. Con hoàng cá to không? Ô, thấy không? Wow. Rồi các bạn ơi. Ô. Đồ bé rồi, quýt quá xuống không ta đâu. Ồ, ui. Wow. Nhìn hấp dẫn quá. Đã không? Đó, đã quá. Đó. Tại sao có câu cá này dục xuống dưới hồ phải không các bạn? Hấp dẫn các bạn. Cái nè các bạn coi cái cảnh cá giật cá này hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đó, Sưu Tầm TV quay lại cái cảnh này cho các bạn xem nha. Ồ, anh đã cá to đó các bạn, thấy không? Cá to không các bạn? Nhìn ngồi đâu? Nó bỏ chạy, bỏ chạy. Thấy không? Đã không các bạn? Những màn giật cá pháp dẫn. Con này to, con này to. Thưởng trong lon liền chi? Thưởng trong lon liền. Giật liền đó các bạn. Chúc thưởng lon nha. Bắt cá chúc thưởng lon. Ủa, cái lụt má nó bám bầy thì... Ồ, vậy thôi chứ làm sao chạy cho nổi phải không anh? Đuốt chứ. Đuốt gì đâu mà hai ba lưỡi chồng luôn chả. Dưa lên nha. Bin ơi! Anh! Bin! Thả đi, thả đi, thả đi. Thả đi, thả đi. Thả không?
tiếp tục này các bạn, màn giật cá liên tục nha các bạn, rất lý thú nha, càng vào chiều cá còn ăn nha các bạn. Đó các bạn xem này, xem anh nè. Còn về chiều là cá còn còn nhiều nha các bạn, có hồ nè. Ồ, thấy không? Đã bên rồi. Hải à. Hấp dẫn không? Ồ. Nói thật sự là liên tù tì luôn nha các bạn. Anh không kịp làm mồi mà. Đó. Tụ cái ào luôn nè các bạn thấy không? Cái hồ này cá không à. Ừ. Là... Ồ. Ồ, chạy lên bờ chạy. Ồ. Là anh tiếp tục nè, tiếp tục bấy mồi này các bạn.